Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với một chuỗi bài tập mới có tên là Yoga Daily Routine, có nghĩa là bài tập duy trì thói quen tập luyện yoga hàng ngày. Đối với chuỗi bài tập này, các bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích từ thể chất tới tinh thần, tới cảm xúc, tới cân bằng trong cuộc sống của các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài tập ngày số 1 có tên là bài tập giúp giảm đau mỏi cổ vai gáy. Như chúng ta đã biết, hiện nay thì chúng ta đang gặp rất nhiều vấn đề về cổ vai gáy. Dù bạn là một người chưa tập luyện bao giờ hay là bạn là người đã từng tập luyện thì chúng ta vẫn gặp các cái vấn đề về việc đau vùng cổ của mình. Có thể là đau cơ, có thể là đau sâu vào vùng xương. Và nguyên nhân rất nhiều đó là vì cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của chúng ta hoặc tính chất công việc của chúng ta. Ví dụ chúng ta ngồi cúi đầu quá nhiều về phía trước đó, hoặc là tính chất công việc của chúng ta phải ngồi lâu trong một cái tư thế cúi đầu nhiều về trước, dẫn đến chúng ta bị mất cân bằng về việc các cái đốt sống ở vùng cổ của mình, dẫn đến chúng ta cảm thấy đau cổ, mỏi cổ. Thì bài tập yoga ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta cân bằng lại các đốt sống cổ của mình và giúp chúng ta giải tỏa vùng cổ của mình. Và chúng ta hãy ý thức rằng ngày hôm nay chúng ta tập thì trong ngày chúng ta sẽ luôn luôn ý thức giữ cái lưng của mình thẳng và giúp bảo vệ các đốt sống cổ của mình nhé. Rồi chúng ta cùng bắt đầu vào buổi tập hôm nay. Các bạn hãy ngồi thật thoải mái trên thảm, hai tay cùng đặt nhẹ lên đầu gối. Chúng ta cùng xoay nhẹ một vòng vai, dướn nhẹ lồng ngực, nâng nhẹ cằm, cùng khép nhẹ đôi mắt lại. Hãy ổn định nhịp thở của mình, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào thật sâu, thở ra dẹp sâu bụng xuống, hít vào, thở ra. Hãy thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng vùng cổ vai gáy, cùng cảm nhận hơi thở được ra vào tự nhiên. Hít vào thật sâu, thở hết ra, hít sâu, thở chậm. Chúng ta cùng đưa hai tay chắp nhẹ về trước ngực, cùng ngân một âm thanh ôm để đánh thức nguồn năng lượng bên trong cơ thể của mình. Hít vào hơi thật sâu. Namaste. Chào tất cả mọi người. Và chúng ta cùng bắt đầu vào bài tập, cùng thực hiện các tư thế yoga. Từ đây chúng ta hít vào, hai tay vươn lên cao, đan tay, ngửa căng lòng bàn tay, dướn ngực của mình, nâng nhẹ cằm, tay ra sau, mắt hướng nhìn lên, siết nhẹ vùng bụng dưới, hít thở đều 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra chúng ta đưa hai tay của mình ra sau lưng, đan tay xoay nhẹ một vòng vai, đẩy ngực của mình. Rồi, hít vào một hơi thật sâu, thở ra xoay đầu sang bên phải, mắt nhìn ra sau vai giữ. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào trở về giữa, thở ra đùi bên giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào về giữa, thở xoay đầu sang bên phải. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào trở về, thở ra đùi bên. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào hai tay vươn lên cao, đẩy ngực ngang cẳng. Thở ra chúng ta hạ tay trái của mình xuống đặt ngang hông, tay phải đặt lên vùng thái dương bên trái. Hít vào hơi thật sâu, thở chúng ta nghiêng nhẹ đầu sang bên phải. Rồi tay trái chúng ta di chuyển sang trái, giữ ở đây hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào hai tay vươn lên cao,
Thở ra chúng ta đùi bên, tay phải hạ xuống, nghiêng nhẹ đầu sang bên trái, rồi cảm nhận vùng cơ cổ bên phải được căng. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra chúng ta tiếp tục nghiêng sang phải, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra chúng ta cùng đổi bên, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra chúng ta cùng nhẹ nhàng hạ tay của mình xuống. Hạ tay của mình xuống. Lúc này chúng ta xoay mặt nhìn về phía đầu gối phải. Xoay mặt nhìn về phía đầu gối phải này. Lúc này chúng ta nhẹ nhàng thu cằm về gần hõm ngực, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, trở về. Thở, xoay mặt nhìn về đầu gối phía bên trái. Rồi chúng ta thu cằm về gần hõm ngực của mình, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, lên, trở về. Thở, xoay đầu sang phía đầu gối phải, thu cằm dần về hõm ngực, cảm nhận sâu vùng cơ cổ của mình, ngực kéo giãn. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, trở về giữa. Thở ra, đổi bên, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, chúng ta vươn hai tay của mình đưa lên cao, rồi đan hai lòng bàn tay, đặt tay ra sau đầu của mình, đẩy nhẹ lồng ngực, nâng nhẹ cằm, khuỷu tay tách sang hai bên. Hãy giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, cuộn nhẹ lưng, mắt nhìn xuống rốn, khép hai khuỷu tay về gần. Khép hai khuỷu tay về gần. Tiếp tục hít vào, đẩy ngực, nâng cằm, mở căng lồng ngực của mình, nâng nhẹ cằm, giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, cuộn lưng, hóp thật sâu bụng, mắt nhìn xuống rốn, mắt nhìn xuống. Tiếp tục chúng ta hãy hít vào, đẩy ngực, nâng cằm của mình lên, mở căng lồng ngực, rồi giúp chúng ta cân bằng các đốt sống cổ và giúp oxy đi sâu vào buồng phổi của mình. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, cuộn nhẹ lưng, hóp thật sâu bụng, mắt nhìn xuống. Hít vào, hai tay vươn lên cao, đẩy ngực, nâng cằm của mình lên. Thở ra, lúc này chúng ta nhẹ nhàng tay phải sang phải, nghiêng phải, vươn căng tay trái, nhấn mông của mình xuống giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, đổi bên, nghiêng, hít thở đều, vươn căng tay phải của mình, xoay vai. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên cao, đẩy ngực, nâng cằm, thở tiếp tục nghiêng phải, rồi nhấn mông trái của mình xuống, giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, đùi bên, giữ, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, chúng ta cùng vươn hai tay của mình đi lên, thở hạ tay xuống. Từ đây chúng ta hãy duỗi chân của mình, rung lắc nhẹ hai chân, thả lỏng hai chân của chúng ta ra. Thả lỏng hai chân. Từ đây chúng ta hãy co đầu gối chân phải của mình lại, co đầu gối chân phải lại. Hít vào, cùng vươn hai tay của mình đi lên cao, đẩy ngực, nâng cằm, mắt hướng nhìn lên. Thở, tay trái ra sau mông trái. Hít vào, nâng mông, vươn tay phải qua đầu. Tốt, mở ngực, mắt hướng nhìn lên, vươn căng tay phải. 5, 4, 3, 2, 1. Thở, hạ mông của mình xuống. Hít vào, hai tay vươn lên cao, duỗi thẳng tay của mình, hướng ngực đi lên. Thở, chúng ta bạn xoắn sang bên phải, gài khuỷu tay trái ra ngoài đầu gối phải. Rồi nếu tốt, chúng ta có thể duỗi tay phải của mình đặt lên cổ chân phải. Lúc này chúng ta di chuyển đầu gối phải sang phải, kết hợp thở ra, hóp bụng,
mắt nhìn ra sau, đẩy ngực giữ lưng thẳng lên. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên cao, đẩy ngực nâng cao. Thở ra tay trái ra sau mông, hít nâng mông lên, vươn tay qua đầu. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra hạ mông của mình xuống. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở, xoay người sang bên phải, rồi vặn xoắn giữ ở đây. Mắt nhìn ra sau, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở, chúng ta hạ tay của mình xuống, cùng duỗi chân phải, co chân trái lại. Cùng duỗi chân phải, co chân trái của mình lại. Hít vào, hai tay vươn lên cao, đẩy ngực nâng cao. Thở ra, tay phải ra sau mông phải. Hít vào, nâng mông của mình lên, vươn tay trái qua đầu. Giữ ở đây. 5, chúng ta có thể thoát thế sớm nếu muốn. 4, 3, 2, 1. Thở, hạ mông của mình xuống. Hít vào, hai tay vươn lên cao, đẩy ngực nâng cằm lên. Thở, vặn xoắn sang bên trái, duỗi thẳng tay phải của mình nếu có thể, di chuyển đầu gối trái sang trái. Thở ra, 5, hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên cao, đẩy ngực nâng cằm của mình lên. Thở, tiếp tục tay phải ra sau mông, hít nâng mông, xếp bụng, vươn tay qua đầu. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở, hạ mông của mình xuống. Hít vào, hai tay vươn lên, đẩy ngực nâng cằm. Thở, vặn xoắn sang bên trái, mắt nhìn ra sau, di chuyển đầu gối trái sang trái, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên, đẩy ngực nâng cằm. Thở, hạ tay của mình xuống, duỗi chân. Rồi chúng ta rung lắc nhẹ hai chân, đi cái mông của mình ra sau. Chúng ta sẽ đi cái mông của mình ra sau. Rồi đi mông ra sau, hít thở đều, vươn dài lưng, hướng bụng về gần đùi của mình, nâng nhẹ cằm, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Từ đây chúng ta cùng trở về tư thế cái bàn. Trở về tư thế cái bàn nhé. Rồi cùng thực hiện tư thế bò mèo. Tư thế bò mèo là một trong những tư thế rất là tốt và rất là nhiều lợi ích đối với cột sống của chúng ta, đặc biệt là đốt sống cổ và lưng. Tiếp tục hít vào, đẩy ngực nâng cằm, vươn dài cơ cổ của mình. Rồi chúng ta sẽ thấy nhá, lồng ngực của mình căng về trước, các đốt sống cổ được cân bằng trở lại. Thở ra, cuộn lưng, hóp thật sâu bụng, mắt nhìn xuống rốn. Rồi tiếp tục hít vào, đẩy ngực nâng cằm, vươn dài cơ cổ của mình lên, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, cuộn lưng, hóp thật sâu bụng, mắt nhìn xuống rốn. Mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào, đẩy ngực nâng cằm lên, vươn dài cơ cổ của mình, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, cuộn lưng, hóp thật sâu bụng, mắt nhìn xuống nào. Mắt nhìn xuống. Tiếp tục hít vào, đẩy ngực nâng cằm lên, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, cuộn lưng, hóp thật sâu bụng lại, mắt nhìn xuống rốn. Hít vào, chúng ta cùng vươn tay trái của mình lên cao, mắt nhìn theo tay trái. Thở ra, luồn sâu tay vai trái xuống. Chúng ta sẽ không kéo cái mông của mình ra sau này, vẫn người chúng ta vẫn giữ cố định như vậy này, di chuyển cái vai trái về gần cổ tay phải, đẩy nhẹ cái mông của mình lên. Lúc này cái hông phải dễ lệch sang phải, chúng ta kéo về giữa, kéo sang bên trái, vươn căng tay phải qua đầu, đẩy nhẹ cái mông lên cao, mắt hướng nhìn lên trần nhà, cảm nhận sâu vùng cơ cổ vai gáy được kéo giãn, và hít thở đều ở đây. Hít sâu, thở ra, hít vào, thở.
thở ra, hít thật sâu, thở ra thật chậm, chống bàn tay, chúng ta cùng trở về. Con mèo cuộn lưng của mình lại, cuộn lưng, hít vào, tay phải vươn lên cao, mắt nhìn theo tay phải, thở ra luồn sâu, tay vai phải xuống, rồi vươn tay trái của mình úp bên má bên phải xuống, úp đầu bên phải xuống, vươn tay trái qua đầu, giữ ở đây, di chuyển hông của mình về chính giữa. 5, hít sâu, thở chậm, 5, 4, 3, 2, 1, chống bàn tay của mình, rồi chúng ta cùng trở về. Cuộn lưng con mèo, mắt nhìn xuống rốn, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục chúng ta hít vào, tay trái vươn lên cao, mắt nhìn theo tay trái, thở ra luồn sâu, tay vai trái xuống, vươn tay phải của mình qua đầu, hít thở đều, cảm nhận sâu sự kéo giãn vùng cơ cổ vai gáy ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, rồi nhẹ nhàng chống bàn tay, trở về con mèo, cuộn lưng của mình lại, đổi bên, hít vào, tay phải vươn lên, mắt nhìn lên, thở ra luồn sâu, tay vai của mình xuống, rồi vươn tay trái qua đầu, hít thở đều, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chống bàn tay của mình trở về tư thế cái bàn. Rồi chúng ta cùng bỏ hai tay về trước trong tư thế mèo duỗi mình. Hai bàn tay tách rộng bằng vai, đẩy nhẹ mông ra sau, từ từ hạ ngực cằm của mình xuống. Hít thở đều, hít sâu, thở ra, hít vào, thở ra nào, hít thật sâu, thở thật sâu, hít sâu. Rồi lúc này đây chúng ta cùng trở về tư thế cái bàn. Chống 10 đầu ngón chân, đẩy mông lên cao, chó cũng mặt, kéo giãn vùng vai. Rồi chúng ta có thể gần nhẹ đầu lên nếu chúng ta mới tập yoga, để hạn chế việc chúng ta bị chóng mặt. Còn tốt hơn chúng ta sẽ đầu của mình song song với hai cánh tay. Tốt hơn nữa có thể hạ gót chân xuống sàn. Còn không chúng ta có thể nhón gót chân của mình lên xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lúc này chúng ta cùng hít vào, đá chân trái của mình ra sau lên cao, chân trái đá ra sau lên cao, thở ra bước chân trái về giữa hai bàn tay, bước chân trái về giữa hai bàn tay, đạp gót chân sau ra sau này, lực dồn đều vào hai chân của mình, lực dồn đều vào hai chân, hít vào, hai tay lên cao, siết mông đùi của mình lại, đẩy ngực nâng cao, rồi duỗi thẳng tay của mình, thả nhẹ người ra sau, lực cân bằng trên hai chân. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra chúng ta cùng hạ tay của mình xuống sàn. Hạ tay xuống, cùng bước chân ra sau về tấm ván cao, mắt nhìn về trước, xốc vai lên, đẩy gót chân ra sau, lực không dồn vào hai bàn tay. Vậy chúng ta hạ gót chân sang bên trái, bước chân phải về trước, vươn căng tay phải qua đầu, cảm nhận kéo giãn sâu vùng cơ vai ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay của mình xuống, trở về tấm ván cao, đẩy gót chân ra sau, hít vào, thở ra đổi bên. Tiếp tục bước chân trái về trước, vươn căng tay trái qua đầu, giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ tay của mình xuống, bước chân ra sau về tấm ván, thở hạ đầu gối, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn. Hít vào trường người lên, dáng hổ mang, khép chân của mình về gần nhau, siết mông đùi, đẩy căng lồng ngực, rồi dáng hổ mang. Nếu tốt hơn nữa chúng ta có thể tách đầu gối khỏi sàn, tư thế chó ngửa mặt, đẩy căng lồng ngực lên, giữ ở đây. Nếu tốt thì chúng ta tách đầu gối, còn không chúng ta vẫn hạ đầu gối xuống bình thường. Rồi, thở chống 10 đầu ngón chân, trở về chó úp mặt.
chìm sâu vai của mình xuống, hít thở đều, hít sâu, thở ra, hít vào, thở cùng đổi bên chân của mình nào, hít vào, đá chân phải ra sau lên cao, thở ra, co đầu gối, bước chân thật chậm, từ từ bước về giữa hai bàn chân của mình, dốc vai lên, rồi đạp gót chân sau ra sau này, duỗi thẳng đầu gối chân sau, lực dồn vào chân sau, siết mạnh chân phía trước, siết đùi, hít vào, hai tay lên cao, rồi chắp tay của mình lại, đẩy ngực ngả sau, giữ theo khả năng của mình. Chúng ta phân đều lực vào hai chân, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, hạ tay của mình xuống, hạ tay xuống, cùng bước chân ra sau về tấm ván cao, mắt nhìn về trước, xốc vai lên, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, cùng hạ gót chân sang bên trái, bước chân phải về trước, vươn căng tay phải lên, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, trở về tấm ván cao, hít vào một hơi thật sâu, đổi bên, bước chân trái về trước, vươn căng tay trái qua đầu, giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, thở hạ tay xuống, trở về tấm ván, hạ đầu gối, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn, chúng ta khép khuỷu tay vào mạng sườn, rồi, hít vào sườn người lên, dán hổ mang hoặc chó ngửa mặt, mở căng lồng ngực của mình, nhớ siết mông, siết đùi lại. Thở ra trở về, chống 10 đầu ngón chân, trở về chỗ mặt, chìm sâu vai xuống. Hít thở đều, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở cho cùng nhẹ nhàng hạ đầu gối của mình xuống. Tách nhị đầu gối sang hai bên, mông ngồi lên gót chân, về tư thế em bé thả lỏng thư giãn ở đây. Hãy hít thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào, thở ra, hít sâu, thở ra. Hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Đây là một tư thế giúp chúng ta được thư giãn cuộc sống của mình. Hít vào, thở ra, hít thật sâu, thở ra thật chậm. Cùng nhẹ nhàng nâng hông của mình lên, đưa mông ngồi về gót chân. Rồi, vừa rồi đó chính là bài tập ngày đầu tiên trong chuỗi bài tập Yoga Daily Routine, chuỗi bài tập giúp chúng ta duy trì thói quen tập luyện yoga hàng ngày. Hy vọng sẽ là một bài tập bổ ích dành cho các bạn. Và đừng quên sau khi tập xong bài tập này, các bạn hãy comment phản hồi của các bạn để mình biết mức độ bài tập phù hợp với các bạn như thế nào nhé. Và đặc biệt nếu như bạn muốn tham gia các lớp tập yoga online qua Zoom được mình trực tiếp hướng dẫn, các bạn có thể nhấp ngay vào link bên dưới để được bên mình tư vấn nhé. Và nếu như bạn muốn tập các bài tập trong chuỗi các bài tập trên kênh YouTube không chiếu quảng cáo, bạn có thể đăng ký tham gia hội viên của kênh YouTube. Tạm biệt.